lực một chân cầu cho mẹ. Mẹ tội thịnh tử không thể nào dùng được, đi xuyến tôi đây cái mẹ. Mẹ có gì để em thì cũng phải đi, xin thân máu thương tình. Ê thằng đó mày ngồi câu trình hả? Em làm lại. Tao đau nghe. Từ từ Thái Bình, nghe lệnh mẹ hai ba thì con mới được đi. Mẹ, mẹ, đổ dây. Mà xuống, quỳ xuống. Thái Bình, tội nghịch tử không thể nào dùng thứ được. Thái Bình, đi xuyến qua cổng dây này cho mẹ. Đi. Nó muốn rồi. Thì đó. Ở đây cũng có người bị thoát vị địa điểm nè. Đổi ra đi. Đổi ra. Đổi quả. Thái Minh. Quay xuống. Khoan sĩ đi. Sĩ đi. Mày chết mẹ rồi. Khoan mẹ. Trước khi mẹ xử con. Thì mẹ cũng phải nhìn nhận là con đang mặc bộ đồ không lành lặn. Cho nên là con. Không sao. Quay xuống. Thái Minh. Quay xuống. Đi xuyến qua bên kia. Không cần đi xuyến. Nằm xuống cho mẹ. Mày chết mẹ mày rồi Thái Bình. Trưởng Long chịu hổ. Khai đầu. Đánh giả bộ quá. Ê nói nghe này. Mày lép quá, tao không biết chỗ nào là tới đích mày luôn. Không có đích. Không có. Thề luôn, bây giờ đánh dưới này lỡ gãy xương thân rồi. Trời ơi, mấy người ác quá, đánh xương xương tổ bìa định tiêu đường nữa. Đây em chỉ chị cái coi cái đít đó chỗ nào nè. Chị thử đi. Chị biết. Không phải mày thử, mày xác định gì ta. Thề luôn, mày đây chỉ chị đó. Thôi, tha đi, đây, đứng dậy đi. Cảm ơn mày. Nó gớt tùm lum hết trơn các bạn nội. Mày khỏi cảm ơn tao. Rồi, mày hát đi. Lên. Mày hát xấu được rồi, mày cảm ơn tao. Thôi, chúng ta hát đi. Cũng chả có mấy giờ ta hát. Mẹ. Thôi khỏi mà không có gì tù nữa rồi. Tao đỡ bé rồi. Bỏ mờ rồi, tự hát đi, tự hát đi. Vì ta chăm sóc đi. Hãy subscribe.
Còn 15